Hello anh em, mình mới vừa làm xong cái video mà nó mình ráng giải thích tại sao mình thuộc hết các cái vị trí ở trên ngũ cung ấy, trên cần đàn mà mình không áp dụng được. Thì theo mình nghĩ cái cách mà dễ nhất để áp dụng ngũ cung á là mình thuộc cái vị trí mở của nó bạn. Ít ai thuộc vị trí mở của ngũ cung lắm nha. Mà nếu mà thuộc đó thì mình rất dễ xài, tại vì mình rất là dễ chịu khi mình mới học đàn á. Đây là cái ba cái ngang đầu, năm cái ngang đầu là cái mà mình rất là dễ chịu đúng không? Mình thấy nó quen thuộc, mình lên đây mình thấy nó xa lạ. Ví dụ như nếu mình học la thứ ngũ cung mình á, mình thấy nó hơi xa lạ rồi, tại vì mình qua khỏi cái chỗ mà mình dễ chịu rồi. Như vậy để mình thấy cái áp dụng của ngũ cung ngay tức thì liền á, thì cách hay nhất là mình thuộc nó ở cái vị trí mở bạn. Giống như mình mới học guitar mình học cái vị trí mở liền đúng không? Mình có đánh sợi dây mở là mình đánh đô trưởng ngay vị trí mở liền. Thì nếu mình học ngũ cung theo cách đó thì mình sẽ thấy ứng dụng của nó nhanh liền mà. Thì mình cứ ghi ra trong đây nè để ông bạn dễ tập. Thì khi mà mình ghi về, mình ghi luôn những cái nốt nó nằm trong ngũ cung. Ví dụ như la thì nó có là si re mi fa sol la si, la si re mi fa sol la là la thứ, nhưng mà la ngũ cung thì nó có gì, thì có la do re mi son thứ tẩy, nó có năm nốt rồi. Mình cũng có ghi bật trong đây luôn, mà mình cũng ghi cái thế bấm trong đây, mà mình ghi theo kiểu này, ghi theo kiểu này. Ví dụ như la la thì nó thì mình sẽ đánh là thấy số 0 là mình mở, mình đánh cái sợi dây, mình thấy số 3 mình bấm vô ngang ba ha. Nói vậy đó để cho bạn không biết cái số này số gì thì để vậy nha. Nó nói vậy nè đó là la thứ ngũ cung à. Thì sau khi mình đánh vậy xong á, à này khi bạn đánh tay mình thấy thấy dễ xài liền không nè. Ví dụ như mình đánh la tứ mình đánh ngũ cung không, cho bạn thấy là mình cái xài nó nè, mình xài nó để mình làm cái lick nhỏ nhỏ hoặc là để mình chuyển hơi bấm. Ví dụ như mình đánh ngũ cung nè đó 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 à, mình đừng có không đánh nốt si được nghe bạn. Cái vị trí mở này tự nhiên cái mình thấy mình xài được liền không? Không, mình thấy mình xài được liền. Bạn ví dụ như bạn đánh cái gì đó từ 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 đô qua 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 từ la qua đô mà muốn nó nghe nó ngũ cung qua son. Mình dùng một cái la ngay đây thôi, mình chuyển hợp âm nào mình cứ 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 la ngũ cung mình đánh bắt. Bạn sẽ thấy bạn có thể sử dụng nó ngay tức thì liền mà. Sau khi mình biết sử dụng nó ở đây rồi thì lúc lên đây mình cũng áp dụng cái tương tự vậy thôi đúng không? Mà nó hơi khó hơn chút tại vì cái mình phải chọn đúng không? Nhưng mà một khi mình nắm được cái khái niệm sử dụng nó rồi thì mình sẽ sử dụng nó được ở bất cứ chỗ nào à. Mình đó là mình mới đánh la thì mình cũng ghi trong đây mi luôn, thì mi la la thì nó vậy ha, la thì ngay vị trí này bạn phải đánh à, mình chưa thuộc hết nhưng mà mình sẽ học 10 12 vị trí của mở luôn các bạn. Ví dụ như mi mi này à, thì mình đánh
mi thì nó dễ tại vì nó có nhiều, nó mở không à bác. Không cần đánh chưa hay mấy mà mình thuộc cái vị trí của nó, thuộc vị trí vô cùng quan trọng cho mình biết cái nốt nó có nói gì. Mi son la si re, mình phải thuộc tại vì nó rất là gần nhau, dễ bị ấy lắm. Ví dụ mình đánh qua si thử đi ha, re thử nè ha. Thì mình phải thuộc nó mà, dù mình đây dù như mình đang đánh, mình đánh tông rê thứ mà mình muốn ngủ cung á, nó đó. Thuộc tại vì mình xài thường ngày mà, mình xài thường ngày mà, tại mình không nghĩ nó là ngũ cung. Mình đánh lại nha, mi đê ha. Đó, đúng không? Mình xài thường ngày sau khi mình mà theo mình nghĩ bạn nên thuộc luôn 12 cái nha, thuộc nghĩa lợi lắm, tỷ nó mình thuộc luôn cái nốt của nó, thuộc luôn cái nốt nó hơi khó nhưng mà mình ráng thôi bạn ơi, mình ráng từng cái một. Ví dụ như re thì nó có re fa son la đô á, mình đánh đó mình chưa thuộc đâu, mình nhìn trong này nè, mình chưa thuộc ha. Ví dụ như mình re nè, mình áp dụng nó cũng y hệt cái này mình đánh la thôi. Thì nó mình nghe cái ngũ cung liền à, thì mình cũng ép ngũ cung. Nếu mà mình muốn đánh nốt đó, nó ngoài mình vẫn có thể ép được mà. Mình có thể ép ví dụ như cái nốt nó nằm ngoài cái những cái lý do mình đánh vậy là để tại vì mình ở tại cái vị trí mở này, các bạn biết re nó có hợp âm gì liền đúng không? Re mi nó có pha đúng không? Có son, có la, có si, đô, re. Thì mình biết là nó có cái đó rồi, mình chỉ dùng cái ngũ cung rê thứ thôi, mình có thể đánh trên bất cứ hợp âm nào. Mình đánh được hết mà, không có gì để ngại hết ha. Vậy thôi đó. Nếu mình tiếp nữa thì mình đánh si thứ này, si si
cái son son thứ nó nhìn thấy ủng này son thứ là đánh mở đánh sao đúng không bạn thấy? Nó có rất nhiều nốt mở ở đây, tại vì nó nốt mở nè, nốt mở nè, nốt mở nè, đúng không? Thì nó có nhiều nốt mở đó thì mình nghiệm nó ra thôi chứ không có gì hết. Này mình cũng nghiệm theo kiểu đó thôi bạn, thì mình đánh nè si si thứ ở vị trí mở nè. Nói lộn son thứ à. Nếu mà mình nhìn nó theo kiểu mà ví dụ nè mà cái trắng này nó chặn ở đây á, thì cái chỗ nào mà nó thả ra thì là mình cái cục trắng này nè nó chặn lại cho mình ha. Nè dễ lắm, rồi thì mình biết nó để làm chi để mình đánh được, mình đánh open được không? Ví dụ mình xài si này, mình xài son nè. Cái gì cũng được ấy, C phải không ta? À, C thì nó hơi ngặt. À, C thì cái sợi dây son này, C thứ 3 thì dây từ dưới lên, dây thứ 3 nó không có, nó chỉ đánh có nốt thôi. Thì mình đánh này, làm chi? Tại mình muốn nó mở mà. À, nghĩa là cái sợi dây nào mình mở được, mình thả lỏng được là mình đánh mà, mình đừng có đánh bóng. Không, tại mình muốn xóa bỏ cái mẫu đi mà, phải không? Mình đánh lại ha. Nè, xì thử nè ha. 0 2 0 2 0 2 4, tại nó có pha thăng. Không? À. Mà nó này mình phải tập mà nha. Mình đánh nó nè, ví dụ mình đánh nó mà nè theo kiểu ngẫu hứng. Nè. À. Đánh ở đây nhưng mà mình đánh dây mở rất là nhiều. Ngon không? Đúng rồi, mình đánh dây mở rất là nhiều cho nên là nó theo mình nghĩ nó nghe rất đã mà nó dễ xài hơn. Nó dễ thế đó. À, mình cái video này mình làm ngắn thôi, hy vọng cái này nó gây cho bạn cái cảm ứng, cái cảm hứng để mình học ngũ cung để có cái bàn đạp để tập ngũ cung. Nó ngũ cung nó bao la mà, nó không phải nó nằm ở chỗ đây đâu, nó đủ thứ trên đời này hết. Cho nên mấy người đánh nhạc blue, nhạc jazz người ta cũng dùng ngũ cung rất là nhiều, người dùng rất là hay, đúng không? Thì mình, nhưng mà để cho dùng hay vậy mình phải biết mấy cái căn bản này thiệt cứng, thì sau đó mình mới tính được tiếp, tại vì mình không thể nhảy được. Hôm trước mình ráng nhảy rồi mình nhảy rớt liền, phải tập đi như những cái này trước khi mình ráng mình nhảy qua thì mình hiểu được chút, mình ráng mình nắm xong rồi từ nó tuột cái nó bung luôn à, mình không cách nào mình giữ được nó lâu dài á. Ha, la này ha. Ha, mi nè ha. Đúng không?
rê thử nữa ha. Rê thử nè. Rê thử. Xoan thử nè ha. Xoan thử ha. Xì thử nè ha. Xì thử. Hết. Với lại sau khi mình dù mình đánh si thứ xong mình nói vậy nó có nốt gì, nó có nốt si nè, si đô, nó có nốt re nè, si re mi fa thăng la. Nhưng mà mình đánh chín em nữa ha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều.